CPU máy tính mạnh nhất thế giới. Dòng CPU Threadripper thế hệ thứ 3 của AMD bao gồm tùy chọn 24 nhân và 32 nhân, kiến trúc Zen 2 cho hiệu năng mạnh hơn đáng kể. Theo quảng cáo của AMD, đây là dòng CPU máy tính mạnh nhất thế giới gồm hai model: Ryzen Threadripper 3960X với 24 nhân và Ryzen Threadripper 3970X với 32 nhân. Theo ZNet, dòng Threadripper mới được sản xuất trên kiến trúc Zen 2. Hỗ trợ bo mạch chủ TRX40 hoàn toàn mới của AMD, tương thích 88 làn PC 4.0, tối đa 12 cổng USB C3.1 Gen2 SuperSpeed 10Gbps, AMD cho biết, dòng CPU mới nhắm đến đối tượng là các nhà thiết kế, biên tập video, hãng tự tin tuyên bố CPU Threadripper 3970X cho hiệu năng cao hơn 90% so với CPU Core i9 9980XE của Intel có giá tương tự, dù có hiệu năng cao hơn, AMD cho biết kiến trúc Zen 2 giúp CPU mới tiết kiệm năng lượng hơn 66% so với thế hệ cũ. Dòng CPU Threadripper thế hệ thứ 3 của AMD sẽ lên kệ từ 19 tháng 11, với giá cho model 3960X 24 nhân là 1.400 đô la Mỹ và 3970X 32 nhân là 2.000 đô la Mỹ.